Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về việc mà hơn 4.809 xe mà hàng mà xuất khẩu đi Trung Quốc của chúng ta các bạn bị mắc kẹt ở cửa khẩu. Thì hôm nay là nhà nước chúng ta đã có chỉ đạo như thế này. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán kiến nghị với các bộ ngành và chính quyền địa phương phía Trung Quốc phải triển khai ngay các giải pháp tầm tăng cường mà thời gian mà để thông quan tại các cửa khẩu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Và ngày hôm nay ngày 18 tháng 12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, để kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các cán bộ công thương nè, nông nghiệp và phát triển nông thôn nè, tài chính, ngoại giao, giao thông vận tải, y tế, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo số 26 về việc thúc đẩy sản xuất lưu thông và tiêu thụ xuất khẩu nông sản trong bối cảnh mà tình hình dịch Covid-19 như hiện nay đó các bạn. Và đối với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ quan này tiếp tục đàm phán kiến nghị với các bộ phận và các ban ngành bên Trung Quốc phải triển khai ngay các giải pháp nhằm tăng thời gian mà thông quan tại các cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan và xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản của Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương chủ động nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa và các vấn đề phát sinh để biết mà nắm bắt kịp thời. Và Phó Thủ tướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo tổ chức sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các hộ nông sản phải sản xuất theo đúng quy định của quy định xuất nhập khẩu, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai ngay đồng bộ các giải pháp để đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, đồng thời rà soát chuẩn bị các điều kiện thuận lợi đó. Các bạn thấy không? Bây giờ mà Trung Quốc đóng cửa, bây giờ hàng hóa của chúng ta thì như thế nào? Cụ thể đây nè, thông tin từ Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến ngày hôm nay ngày 18 tháng 12 á, tổng lượng xe container hàng hóa xuất đi Trung Quốc bị tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma Là là 4.804 xe. Trong đó tại cửa khẩu Hữu Nghị đang tồn là 1.312 xe, cửa khẩu Tân Thanh ứ 2.842 xe. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ Trung Quốc mà đóng cửa như vậy thì nông sản chúng ta hư hết. Đã dịch bệnh khó khăn, Tết sắp tới rồi mà bây giờ làm kiểu này nữa thì làm sao người ta có cái Tết được ấm no hạnh phúc được các bạn?